cùng á đào hơi coi nghe sáng ngồi ăn thôi chỗ cái mặt điên mẹ đó rồi cút qua đào đó. Nó đi đá gì chưa? Mới học được bí quyết gia đình năm đứa con dưới đó. Chuyện mới học được bí quyết gia đình năm đứa con dưới đó ăn chiến dịch sốt ruột cho đẻ nhiều đó. Chơi đâu rồi. Vậy chứ ở dưới là không có gì ăn, thường hay ăn chiến dịch đó. Mẹ chồng con cái ăn chiến dịch không à. Đi công chuyện đỡ mua chắc mướn xe chừng có khoảng 400 ngàn. Hôm nay coi có mướn chiến gì vậy? 300 ngàn mà tiền dầu ai đổ? Anh đổ ốc không đổ luôn. Tiền dầu đồ này kia nó cũng cỡ 500 hả? Đúng 400 ngàn. Đổ 100 ngàn từ dưới chạy lên tới đây. Mướn xe có thằng Út bọc tiếng mà. Đó, nói rồi, rồi hết làm tài xế. Rồi có Út chở con không làm tài xế. Vì nãy hỏi rồi đó rồi. Đó là hết làm tài xế. Này là mướn xe tải luôn hả? Mướn xe tải mình tự lái hả? Đâu rồi? Bắt cái gì mà nghe rè rè vậy? Đâu lù lù vô giật mình hả? Bà Năm á mà chính. Rồi sao bà Thanh nó biết mà quá vô? Mai mốt em có xuống gia đình năm đứa con em chở anh theo nữa nha.
ẩm lấy hên rồi, rồi tầm sư học đạo luôn. Có thiệt hả? Hỏi bà nguyện mày đâu có đứa nít ẩm nữa, ẩm con tao nội. Ai ai hỏi? Cái thằng mà lộ. Ừ. Không ở chơi về hả? Đi xuống dưới ẩm lấy hên. Hỏi ảnh có bí quyết nào không chỉ? Một đứa gái của ổng là em bò hả? Ừ. Nói chuyện thấy cưng hết chứ. Năm tới đẻ ra con bò đực rồi có giá. Nó kỹ. Tắm nó rửa nái nó kỹ hết chứ con. Lúc thì mưa quá trời mưa, lúc thì nắng, bây giờ mắc tưới cỏ luôn nữa. Giờ mấy ngày nay nắng rất là nhiều, cỏ nó cũng khô cho nên là bắt ba tưới đặng cho nó có nước cho nó tốt. Mấy tháng trước đang làm nhà cho bắt ba mưa cũng rất là nhiều, nhưng bây giờ thì nắng rồi. Nó thấy em xuống nó kêu nữa rồi kìa. Chuyện bò nó thấy em xuống nó kêu nữa rồi kìa. Mất ba chồng cũng được mớ đu đủ, hôm nay nó bự rồi nè. Chị cũng đi thăm anh đó gì á. Không hỏi chồng gãy gì mà cỏ không vậy? Nó đi dài dài thăm anh chơi á mà. Qua cách nhà cho mấy ở đó hả? Đường nào ra chỗ khi. Chỉ ổng đi đường ngay chỗ đám gãy đó. Tao vô đây là ở
đất ổng mình đó đó hả? Đất con ổng chứ. Hồ tới thui không biết đường về. Mà đó cái đầu bán tỷ mấy nữa rồi. Cỏ nó khô à, không có mưa à. Tưới cỏ nó cho nó tốt. Ngày tới tháng nắng là anh phải tưới như vậy mỗi ngày luôn á. Hôm qua tưới nữa hả? Bà nội đi đâu mà nhắc ngày tới thui trời. Dạ. Không được hả? Em quay phim em nó còn cắn em. Nên là xong rồi đó hả?